What's Hot, where we give you the exclusive on what's hot within the Asian American community. Tìm một người rất là quen thuộc với Sài Gòn TV. Chào chị Hồng Vân. Miss Việt Nam USA năm nay là năm thứ 5 và hôm nay tại đây Emerald Bay thì là cái buổi preliminary, tức là cái buổi mà tuyển chọn sơ khởi. Hi, my name is Brenda Nguyen. I'm from Arlington, Texas. Em tên là Yến Lê, đến từ Garden Grove, California. Em tên là Tu Huỳnh Nguyễn, em đến từ San Antonio, Texas. Em tên là Trâm Anh Phạm, đến từ Irvine, California. Hi, my name is Tan Bui. I'm come from Danbury, Connecticut. Hi, I'm Alyssa Lee from San Diego, California. Em tên là Phoebe Uyên Thang, đến từ San Diego, California. Xin chào, cháu tên là Nguyễn Mai Linh, cháu ở bên Minnesota. Hi, my name is Nancy Tran. I'm from Huntington Beach, California. I go to UCI and I'm a biomedical engineer. Hi, my name is Lily Nguyen. I'm from San Jose, California. Hi, my name is Lorraine Phan. I'm from Los Angeles, California. Là ngày hôm nay có rất là nhiều người cô gái rất là đẹp. And then em chỉ mong hy vọng là mình có thể một cơ hội được attend Las Vegas. Tại vì trong cái em cảm thấy mình rất là confident and we're prepared. And we come here with a preparation so that why hoping that we are lucky enough to be get picked like for the 60 contestants for the Las Vegas. Em nói là em nói nấu ăn giỏi phải không? Món nào em nói nấu ngon nhất? Món em nấu ngon nhất là canh chua với lại cá kho tộ. Nice. No, I'm a terrible cook. Dạ hình như em nghĩ là tất cả mọi món em đều nấu dở. Nấu cơm chiên với mì gói. I want to learn. I'm learning with my grandma right now. She's teaching me how to make dae bop because I really love that. Mình đang đứng đây với anh Quốc Thái, người tổ chức Miss Vietnam USA 2008. Chào anh. Chào Phương Nguyên, chào tất cả quý khán giả của What's Hot, right? Đây là một sự hiện diện vô biên. Quốc Thái về là còn nằm mơ mà. Nghe là tại vì kỳ này có Spain, có Italy, có Paris, có Thụy Sĩ, rồi có cả Garden Grove nữa. Là đại diện hết cả thế giới người Việt Nam. Yes. Ngày hôm nay là cái ngày mà gọi là trọng đại nhất của các em. Khi các em đến đây từ tất cả các tiểu bang, they don't know anybody here. Yes. And khi mà họ tới đây, họ thấy cái operation này, họ thấy cái tổ chức này, họ tin tưởng hơn, họ có nghĩ rằng là chắc có cái gì đó nó đẹp ở trong đó. Thì thật ra các em cố gắng nói tiếng Việt ngày hôm nay là cái điều mà ngạc nhiên vô cùng của Quốc Thái. What did you say one of your hobbies was? Mine were actually helping out at our local hospital. Đi câu cá. I play badminton competitively. I love to travel. I love to sing. And I really like to bake. I can bake a mean cream puff. I mean, nice, soft, fluffy. Perfect. Em nghĩ rằng em có cái gì trong phong tục Việt Nam em có thể em đại diện được? I am able to represent respect. And I think that's very important in our tradition. Em là một người đàn bà, coi như là traditional, coi như là biết giữ gìn văn hóa và nếp sống của người Việt Nam. I am very closely knit with my Buddhist religion. We're Buddhist. Em nghĩ em rất là hiếu thảo với bố mẹ và chăm sóc tốt cho bố mẹ. Đó là the respect that I have for my family. Mà lên sân khấu đó chắc chắn là mấy em chắc là sợ hãi lắm phải không? Là nervous, làm sao mà mấy em mà đứng nói chính chắn đàng hoàng quá vậy? Dạ thì cũng có nervous nhưng mà em nghĩ lên, em cứ nghĩ là ở đó không có ai hết, có một mình em thì em sẽ nói confident hơn. Dạ, trên sân khấu thì light nó chiếu vào mắt của mình không thấy gì hết, I'm just talk. Em thì cũng hơi run nhưng mà mình người Việt nói tiếng Việt cho nên mình không có gì sợ hết.